cái tay đẹp thế này, tay xinh, tay yêu thế này. Lắc sao thì là sao, bị ngã ở? Con đánh. Bị ngã ở? Con đánh. Ai đánh? Rồi ơi, khổ thân. Tập tay nào? Vì vết thương cũ vẫn chưa lành mà lại thêm vết thương mới chồng chất lên nhau rồi. Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. Đau quá. Hoàng, hoàng. Thôi, Thu Lâm ơi, em đừng khóc nữa. Đau lắm hả? Ôi, đau như thế rồi. Mày. Tháng này, Thắng vẫn đi rồi hả? Dưới em hả? Đưa em đây xem nào, đi đây mưa. Đi đây mưa. Nhưng mà em giấy cháu hả? Bên tay rồi. Gãy tay rồi hả? Bên tay rồi. Đi đi, anh Hậu xem, anh Hậu xem nào. Đi đi. Nhà, nhà quá cửa rồi mà. Không, nhà chưa quá cửa, ngoài là nhà chứ, nhưng mà cho nó vào trong nhà, vào trong nhà cái quá chặt cửa này. Vâng. Thì mới yên tâm được, hôm đêm cũng đi tìm nó đâu. Cứ đi lang thang bảo rồi. Đúng rồi. Cái này ai đánh? Hả? Ây yo, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel Quảng Cáo nha. Phía sau mình là Nhớ đấy anh em ạ. Rất là lâu rồi mình không quay Nhớ tới anh em đấy. Hôm nay Nhớ tự nhiên xuống nhà mình chơi anh em ạ. Thế tiện cho Nhớ quay video cùng nhá. Nhớ đây, thích quay video không? Được. Ok anh em, let's go. Như đợt trước thì mình cũng đã hứa với anh em là mình sẽ tự nhuộm tóc anh em nhá. Và ngày hôm nay thì mình sẽ thực hiện cái video đấy anh em ạ. Và có thế nào rồi mình sẽ quay gửi tới anh em nhá. Một lần nữa thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ kênh Hậu Cáo TV của mình nhá. Các bạn là yêu quý mình thì các bạn nhớ comment và đăng ký kênh nhá. Cứ comment bừa bất cứ cái gì bên dưới đấy anh em ạ. Như các bạn xem này, đợt trước là mình cũng tự nhuộm anh em ạ. Nhưng đợt này theo yêu cầu của anh em thì anh Hậu ơi, rồi lại nhuộm tóc gửi tới anh em. Hôm nay quyết định lại nhuộm lại cái đầu nhà anh em. Bây giờ thì nó cũng hết chân trắng rồi, nó còn lốp đốm một chút trông khá là bẩn anh em ạ. Và như các bạn cũng đã biết thì đây là cái body của Nhớn anh em ạ. Nói chung thì bụng Nhớn với bụng Thắng y xì nhau anh em nhá. Thắng hôm nay thì lại bị nhốt ở nhà không được sang chơi với mình nữa, nên là ngày hôm nay chúng ta sẽ quay video với Nhớn thôi. Được. Ok em. Được. Chào anh em cái nào. Chào. Ừ. Cái thuốc tẩy tóc này là mình mua trên mạng anh em ạ. Nói chung thì rẻ lắm, có mấy chục nghìn thôi. Mình mua hẳn 2 đơn anh em nhá. Tóc mình thì nó dày nên là mình sẽ dùng cái oxy cồn 12 này anh em ạ. Bây giờ chúng ta tiến hành thôi. Nói chung thì đổ cái này vào trước nha. Để mình, đợt trước là mình cũng có kinh nghiệm rồi đấy anh em ạ. Đấy. Ra quán là nhuộm là mất nhiều tiền lắm, nhưng mà tự nhuộm ở nhà thì chắc chắn nó sẽ không đẹp ở quán, nhưng mà kinh phí có hạn hẹp thì chúng ta chơi là vậy thôi. Nó rẻ bằng 1/20 so với quán nha anh em. Bắt đầu là mình chơi hết lọ luôn nha anh em. Đó. Sau cái đó là ngoáy lên. À, còn cái này nữa quên giới thiệu với anh em. Sau khi chúng ta tẩy tóc xong ấy thì chúng ta sẽ có một cái lọ đó chính là dầu gội tím này. Cái này mình phải tẩy 2-3 lần thì tóc mình mới lên được màu nha anh em. Hết có mấy chục nghìn thôi, nhưng mà ra quán hết tầm 500 cho đến 1 triệu để xong một cái đầu đấy. Không biết là nó ok chất lượng không đã, nhưng mà đợt trước là mình thử rồi, nói chung thì cũng hợp lý anh em ạ. Ok tất cả anh em nhá. Lãi thì mình quên không bấm máy quay anh em ạ. Cứ tưởng bấm rồi ấy, thế là xoa thuốc kín lên đầu luôn anh em ạ. Nói chung thì hôm nay mình làm vội vàng anh em ạ, nó hơi bị lỗi kỹ thuật tí nha anh em. Nhưng mà chắc chắn thì cái đầu mình nó sẽ thành màu trắng, nhưng mà trong đó mình khử thì sẽ thành màu tím nha anh em. Đó. Nói chung mình gội này qua thôi, rồi tí thế nào rồi quay tiếp anh em nhá. Như các bạn xem rồi, đây là lần đầu tiên nha anh em. Và bây giờ thì mình sẽ dùng cái băng keo này, sau đó là mình quấn lên đầu đấy anh em ạ. Đó, quét xong một lượt thôi. Bây giờ nó cũng lên màu vàng sáng rồi nha anh em. Cái này phải làm 2 lần đấy anh em ạ. Này, bọc cái gì đây? Ok đấy. Rồi. Xong phim rồi anh em ạ. Như mình đã bảo từ trước rồi, cái lần thứ hai là rất là đau anh em nhá. Đầu mình hiện tại bây giờ đang lâng lâng anh em ạ. Nó rát, nó nóng rồi, nó lạnh các kiểu anh em ạ. Mình không hiểu cảm giác như nào nữa. Sau cái đợt này thì chắc còn đợi khoảng tầm 30 đến tầm 50 phút anh em ạ. Thì chúng ta sẽ đi gội đầu và sẽ gội cái tím này nha anh em. Thì nó sẽ lên một cái màu, đó chính là màu bạch kim. Nhưng mà cứ gội thường xuyên bằng cái thuốc tím ấy thì nó sẽ khử ra được cái, nó thành được cái tóc mình thành màu tím luôn. Nhưng mà nếu mà đã thời gian nó sẽ thành cái màu dạng bạch kim ấy. Nó bị sao không? Nó gãy cái con nhà cái Nga coi như là phải đi viện này. Thằng này giấy hả? Ừ. Thằng Thắng giấy hả? Ừ. Cho nên là về thôi. Vâng. Chúng bắt đầu bên đây nữa. Không ở đây nó về không được. Tôi có hai video mà tìm. Ở đây cho anh được rồi. Mẹ đang làm phải đi về đưa đi viện.
lấy ngã cháu nó hả? Ừ, không phải, chú thoại chú đưa đi. Không, không biết xe nào đi, đưa vừa đi được. Thắng mày. Thế thắng hư rồi. Bây giờ thì mới nó về, đêm nó đi lại lại đêm, không có ai mà đi tìm. Vâng. Bắt đầu sang tiếng ai bắt nạt, thấy khóc hù hù hóa ra là giấy cháu. Làm sao? Thường thế, ui đau không? Đau lắm không? Đau rồi. Này, em đứng một chỗ đi, em đứng đây, đứng im đây. Làm sao mà đau thế nào? Ui, đỏ hết lên rồi. Cái tay hử. Đau lắm không? Ngồi đi. Tay đẹp thế này, tay xinh, tay yêu thế này. Lắc táo thì sao, bị ngã hả? Bị ngã hả? Con đánh. Ai đánh? Trời ơi, khổ thân. Tấm tay nào? Vết thương cũ vẫn chưa lành mà lại thêm vết thương mới chồng chất lên nhau rồi. Đau lắm không? Đau. Đau lắm á? Mình xem nào. Đói tay rồi, ui rồi ui này. Tiếp. Này, để tí anh gọi anh hậu ra giải cứu nhá. Nhá. Làm sao mà bị đánh? Ừ thắng, em làm sao mà bị đánh? Đỏ lắm này, đau lắm hử? Đau lắm không? Đau lắm. Đau lắm hử? Đi, đưa đi viện nhá. Không đưa đi viện thì không cứu được đâu. Ê, sao quỳ mạnh cái tay này, cong cái tay rồi này. Ôi, đánh nhầm. Khổ thần đấy. Đừng khóc nữa. Ngoài. Thôi, ơi, em đừng khóc nữa. Đau lắm hả? Ôi, đau đến thế rồi. Mày, người đã không được bình thường rồi. Kích. Em đỡ đau chưa? Bắt đầu đau. Ôi, kéo rơi phổi ra ấy. Đau lắm không? Đau. Giờ vẫn đau rồi. Đỡ chưa? Chưa đỡ. Cầm máu đi, giữ vào đi, mấy cái này giữ vào. Nhưng mà đi à? Giờ đi đâu? Hả? Giờ có phải đi viện không? Ui cặc ấy. Tao chạy khớp rồi, chạy khớp rồi sao? Ui chạy khớp rồi. Đỡ chưa? Đỡ rồi. Vẫn đau lắm. Nhưng mà làm sao mà bị tấn? Hả? Em làm sao mà bị tấn? Đau hết cái món tay này. Ôi, cái tay này. Mày khổ thật, rõ khổ cơ. Giờ lại đi đâu? Bỏ hậu á, đi ra đi bỏ hậu. Ơ, đang bắt nồi. Hậu đang bắt được thôi, ở đây thôi. Thế là thế nào? Ở thắng? Thắng kiểu đó óc nó cũng không được bình thường đấy anh em. Chắc là không may ở nhà trông cháu một tí thế là nó bị ngã ra anh em ạ. Nói chung thì hoàn cảnh của thằng đáng thương lắm anh em ơi. Hôm nay thì chắc là lại trốn nhà sang mình chơi đấy. Bây giờ bác Thắng cũng có sang gọi Thắng về, nhưng mà Thắng không về anh em ạ. Anh em xem này, bây giờ anh hỏi này, thế cháu giờ đi viện này hả? Thế Thắng có làm sao không? Hả? Đau không? Đau quá. Đánh vào đâu em? Tội quá. Ở đây tí anh nấu ăn cho nhé. Đói anh chưa? Ăn cơm đi. Cười cái áo à? Ừ. Nóng hả? Ừ. Đang lạnh mà. Tháng này Thắng vẫn đi à? Dưới em hả? Đứng đi đây xem nào, đi đây mưa. Nhưng mà em giấy cháu hả? Bên đây rồi. Ghế đây rồi à? Bên đây rồi. Đây. Đi về đây, anh hậu xem nào. Đi về. Nhà quá rồi bác. Nhà quát cửa ngoài ở nhà, nhưng mà cho nó vào trong nhà, vào trong nhà cái quát cả cửa này. Vâng. Thì mới yên tâm được, không đêm không đi tìm nó đâu. Cứ đi lang thang báo rồi. Đúng rồi. Cái này ai đánh? Hả? Mày hóng rồi Thắng à. Cố thân đánh đâu xem nào. Em bắt nạt cháu rồi, cháu đi viện rồi đấy. Chết chưa? Em giấy cho cháu nữa. Mày. Như các bạn xem này, hiện tại không biết nó có lên màu trắng không nữa, nhưng mà mình mới khử tím anh em nhá. Đó, anh em xem này. Nói chung thì tự nhuộm ở nhà nha anh em. Ngày hôm nay hy vọng là sẽ đẹp trai anh em ạ. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Nói chung thì nhuộm tóc hay tẩy tóc ấy, đau lắm. Nhuộm thì đỡ nhưng mà tẩy vào thì đau lắm anh em ạ. Nó không lên được màu trắng thì thôi làm phát nữa là nhuộm sau nhỉ. Nhưng mà nghĩ phát này sẽ lên được nha. Ok anh em, có thể nào tí quay tiếp cho em xem nhá.
như mình đã nói rồi, chốc nữa rồi mình gội đầu sau anh em nhá, hy vọng sẽ lên màu trắng anh em ạ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ có món pizza nha anh em. Hôm trước ông anh mình từ Hưng Yên về đấy, ông ấy mở quán pizza, thế ông ấy cho mình một cái bánh pizza anh em ạ. Anh em xem này, hôm nay thì chúng ta sẽ có bánh pizza xịn ăn nha anh em. Như đợt trước ấy là mình hay làm pizza mì tôm rồi pizza xúc xích bằng bột mì anh em ạ. Ngày hôm nay có pizza rồi, nhưng mà mỗi tội bây giờ em méo có lò nướng anh em ạ. Thôi cứ định lại cho lên rán anh em nhá. Không biết đây là pizza gì nữa anh em ạ, nhưng mà mình thấy rất nhiều phô mai ở bên trên nha anh em. Cứ cho vào rán rồi ăn tạm như nào. Đây pizza xịn nha anh em, không phải pizza bột mì với pizza xúc xích đâu. Ok, tóc thì cứ đợi tí nữa, chốc rồi ăn uống xong rồi quay gửi tới anh em nhá. Chứ làm tóc phải mất nhiều thời gian lắm anh em ạ. Và cái này thực sự với anh em, như mình đã bảo rồi, làm như mình ấy thì mất rất ít là tốn tiền luôn. Nhưng mà làm ở quán thì chi phí từ 500 cho tới 1 triệu ấy. Nhưng mà không biết là nó có đẹp bằng không thì mình cũng không rõ. Nhưng mà mình tự làm ở nhà thì nó thuận tiện cho được nhiều việc thời gian ấy. Và thứ hai có thể tiết kiệm được chi phí. Ok anh em, ẩm thực nha. Nói chung đây là lần thứ hai mình ăn pizza anh em ạ. Cái lần đầu tiên là mình không biết ấy, là mình ăn cả phô mai sống ấy, nó không biết luôn, đã đi mua siêu thị ra. Đây lần thứ hai mình ăn nha anh em. Cũng không biết đây là pizza bên trong có gì nữa. Nhưng mà mình thấy như là pizza hải sản hay sao ấy, không biết có phải không? Hay pizza tôm nhỉ? Đấy, thôi rồi, bây giờ cho lên cháo nha anh em. Nói chung nhà thì điều kiện không có đấy, nên quyết định cái gì cũng chơi bằng cháo hết thôi anh em ạ. À, có tiền thì mua cái lò nướng thì hợp lý hơn. Cái này phải nướng con lò nướng nha anh em. Cái rán này nó cũng chín này nhỉ? Thơm đi. Thơm ấy, pizza rán, hợp lý luôn. Thôi, đẩy cháo cho nóng ạ. Đó, bóc cũng đẹp không? Hơi tối à? À, nói chung thì ăn uống xong gội đầu cái thì lúc đấy quay cho em xem cái bộ tóc của mình như nào nha anh em. Bình thường thì mình làm ẩm thực ngon lắm anh em ạ. Ngày hôm nay thì khoe cho em xem này nha. Đây. À, nó cháy kìa. Đây là lần đầu tiên mình ăn cái bánh pizza anh em ạ. Nhà không có lò nướng thì chấp nhận vậy nha anh em. Đói chưa em? Được. Ok nhá. Hôm nay thì Thắng thì lại bị xích ở nhà, bị nhốt ở nhà rồi. Tại vì Thắng nãy giải đứa cháu ấy, hay là giải đứa cháu của em gái là giải phát thì vỡ đầu đi nhập viện, nên Thắng bây giờ bị mắng cấm túc không cho đi chơi nữa anh em ạ. Ngày hôm nay thì khai quật được nhớ nha anh em. Tự nhiên mình đang ở nhà đấy, nhớ xuống chơi các thứ ấy. Thế bảo dù quay thì ok thoải mái, nhưng hôm nay thì có cái món này ăn thì ăn cùng với nhớ nha. Được. Thèm lắm chưa? Được. Đói chưa? Được. Người em thơm đã. Thơm thế. Thơm hả? Ok anh em nhá. Bây giờ thì tiếp tục chơi có mic chưa? À, tưởng không có mic, cắt như bánh sinh nhật đi nhỉ? Cắt hình tam giác. Đấy. Được rồi đấy. Quát nữa không nhỉ? Đứt chưa? Đứt rồi. Đứt đâu? À, thơm không dày? À, đứt rồi, đứt rồi. Mỗi thằng miếng. Cắt hình tam giác đi. Đây, cho độ miếng. Quay đấy. Quay cái mặt này nó đen đen tí, ngại ngại nhỉ? Đấy, đấy mặt này á. Ừ. Ngại. Cắt đi. Đen quá. Mà đừng quay cái mặt này, nó đen quá. Này. Mời em. Anh em ăn đi. Được. Ừ. À, cắt làm bốn anh em nhá. Mỗi thằng miếng anh em ạ. Đây hàng ngon đấy, hàng đắt tiền đấy. Có phần Thắng chưa? Thắng á, chốc phần sau. Đây, mà tất cả anh em nhá. Ăn bánh pizza với mình nha anh em. Pizza phô mai kéo sợi luôn. Thơm không? Ngon ngon với hải sản. Ừ, có ăn được mà. Ngon mà. Úi dồi, mặt dưới hơi cháy cháy đi. Hơi đắng. Ừ. Mà miếng bánh nó cháy nhất rồi. Ừ, ngon. Ui. Phê nhỉ? Ngon. Ngon. Ui. Cái này mà có lò nướng rồi thì mới đẹp đúng không? Ừ. Mẹ ạ. Nếu lò nướng anh em ạ, hết mới đau. Ừ. Chưa thằng nào đi rắn đi ra bây giờ các bạn. Hậu cáo ẩm thực cận thừa luôn. Ừ, ngon. Ừ. Khỏe. Ừ. Ngon. Ngon. Hay không? Không mồm đỏ này. Nếu đây anh em, một mắt thì nhìn được em nhá, còn một mắt thì bị hỏng mất rồi anh em ạ. Nói chung thì toàn hoàn cảnh đáng thương thôi. Xuống mình chơi thì mình quý lắm, ai xuống mình cũng thế. Nhưng mà xuống mình thì đừng gạ anh Hậu đánh nhau được, chứ gạ anh Hậu đánh nhau thì mình buồn lắm anh em ạ. Cái này mình cũng không biết là pizza nó là bên trong nó có gì nữa, nhưng mà thấy có ngô với lại bên ngoài là có phô mai kéo sợi, bên trong thì như là tôm xay. Tôm xay à? Thế là pizza hải sản đấy luôn. Ừ, ăn ngon phết này. Được, ăn được. Ngậy nhỉ. Hơi cháy đi rồi. Nhưng mà ăn kiểu giống bánh mì nướng rồi ấy. Đấy, Hậu rán nên nghe là phải ấy, phải có cái lò mì sống. Đúng rồi đấy. Ngon. Vừa ngoài. Ngon lắm. Tí sang cầm tí độ cầm nó cho Thắng miếng nhá. Ok. Cầm miếng Thắng thì đít thôi. Tí thôi nữa. Ừ, tí cầm miếng Thắng. Em nó đáng thương quá. Em nó hiu.
ngon. Thấy không? Ngon. Thôi đi gội cái đầu đi, ăn uống xong rồi nhỉ. Món nhanh phết. Ok tất cả anh em nhá, hiện tại thì mình thất bại rồi anh em ạ. Đáng lẽ người ta tẩy cho 3 lần đấy, nhưng mà mình tẩy có 2 lần thôi. Nó mới lên được cái màu gọi là nó hơi sang sáng mọc bóng một chút anh em nhá. Như em xem này, nhuộm tóc lên thì mặt mình trông sáng hơn, nhưng mà mình không thích cái màu này đâu. Đợi một thời gian tới thì mình sẽ mua tiếp thêm một lượng đơn nữa để mình ủ thêm lần thứ 3 anh em ạ. Nó phải lên lần thứ 3 thì chúng ta mới đổi được màu được. Như các bạn xem này, trông đã thay đổi chưa? Cái này lên màu trắng xong ủ tím một nữa thì lên cái màu rất là đẹp nha anh em. Nhuộm tóc thôi, mặt trông nó sáng sủa hơn anh em ạ. Nói chung thì hôm nay hơi bị lỗi kỹ thuật tí, anh em thông cảm giúp mình nha. Tại vì mình lại tính toán sai lầm mất anh em. Đó. Và nếu các bạn là cái video là hay nhưng mà được cái kênh ủng hộ cho quảng cáo nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo quảng cáo. Chào tất cả các bạn. Bye bye. Sáng sủa hơn anh em nhỉ. Ok nha.